Xin chào các bác nhé, em xả thanh lý nhanh cho các bác một cái nồi cơm nhé. Con này là con Toshiba. Đấy, Toshiba hàng lô địa Nhật. Đây nó hơi bị một xíu này các bác này. Đấy, về các bác có thể là gắn lại cho em nhé. Dây của nó là dòng dây cuộn, nó rút ra là tự nó cuộn lại. Đấy, về đây là cái thông số của nó này. Đây các bác nhá, thông số này của nó đây là 3,5 lít, chắc là cái bên trong ruột này. Đấy. Tức là cái mà để bao quanh ruột ấy, còn cái sau này thì chắc là cái nồi cơm này là nồi 1 lít. Đấy, còn tức là nếu tức là nó tính bên trong cái lòng lòng của cái xoong ấy thì là nó là 3 lít. Đấy, nó là nồi áp suất các bác nhá, kiểu là nồi nồi cơm áp suất ấy. Này nó là 5 kPa này. Đấy, 0,5 kg F trên cm khối này. Đây là đơn vị cái áp của nó. Đấy, nguồn vào là 100V. Xong đây là 1 lít này các bác này, mã của nó là 10VSE8. Dung tích là 1 lít này. Đó, tức là cái xong cái ruột xong ấy là 1 lít, còn cái thể tích bên trong của nó riêng của nó là 3 lít. Đấy. Điện 100V, công suất là 1100W. Hàng sản xuất tại Nhật. Đó. Đây. Em mở các bác xem. Đây, tức là cái này là 1 lít này. Đấy, còn cái này bên trong nó sẽ tính là 3 lít. Đây, xong này còn rất là đẹp. Đó. Con này em xả thanh lý luôn cho các bác nhé. Về các bác có thể sửa chữa lấy đồ hay là dùng như nào thì các bác tự chọn, còn em chỉ biết là màn thanh lý thôi. Đây, về ấn thì vẫn thấy nó lên bình thường này. Đấy, vẫn thấy dưa le đóng nhá. À, thấy nó khóa ngàm này. Về các bác muốn mở không mở được này. Đấy, không phải là dưa le đóng mà là cái khóa ngàm nó đóng ấy. Bây giờ các bác không mở được. Đó. Ui giời, cái ông máy tính này kêu quá. Đây coi nhá. Đấy, thì bây giờ muốn tắt này, hủy này. Đấy, hủy bao giờ nó tạch cái thì nó mở khóa thì mình nuôi mình nhấn là nó mở ra được. Đấy, còn một khi mà nó đã đóng rồi. Đấy. Bằng cách phát là hai cái cựa đóng cái là không thể mở được. Lúc này các bác có muốn mở cũng không thể mở được. Đó, ok chưa ạ? Đây, xanh nhá. Đấy. Toshiba, các phím này thì vẫn ấn bình thường các bác nhá. Đây, các bác có thể là ví như hủy này. Đấy, các phím này. Đấy, vẫn ấn bình thường. Ok chưa ạ? Đấy. Giá là xả thanh lý luôn cho bác, giá 750.000 nhá. Em đang bán hơn 1 triệu mà thôi, xả thanh lý luôn. 750k. Vậy cho bác nào gọi là tích thì alo cho em, lấy alo cho em nhá. Số điện thoại đặt hàng là 0966 594581 hoặc số 0979 891682. Đấy, 750.000 thanh lý luôn cho các bác. Đây. Đó, nó vẫn khóa ngàm, nó vẫn đóng bình thường. Ok chưa ạ? Đó. Về hình thức thì các bác nhìn thực tế nhá. Đấy, thế là em bán để bán giá theo giá thanh lý luôn nhá. Về các bác coi như là bán xác luôn ấy. Mặc dù nó vẫn nên một thứ nhưng mà về các bác đừng hỏi em là còn nấu được không hay là như này như nọ nhá. Nấu có ngon không? Em chỉ biết ok, em bán giá này là giá thanh lý luôn cho các bác lấy đồ, lấy linh kiện hay là các bác về dùng hay như nào đó, được chưa? Đấy, em xả luôn nhá. Đấy, coi như là bán thanh lý luôn đấy. Đây. Đấy, còn đây thì là em vẫn test cho các bác, được chưa? Vẫn test cho các bác là đấy, nó vẫn lên điện, được chưa? Ok chưa? Ok. Đó. Hãy bắt nào đấy thì alo cho em nhé. Số điện thoại đặt hàng là 0966 594581 hoặc số 0979 891682 nhé. Vâng, xin chào các bác và hẹn gặp các bác tại video tiếp theo bên em nhé.